cái từ châu á, cậu hả? Trời kìa, đất lọc lũng phương dưới bàn chân đó, đông mịt không vô vui nhiều giọng rất quái luôn. Chà cá một cái hồ nước nó sâu quá, tạo ra đường lâu chắc có đá dưới 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 không quá đâu, nằm bên chân có đường chạy ôi ơi cá nhiều rồi chứ. Phi phi nhiều rồi chứ. Phi to ghê. Ồ, được con cá vệ sinh. Cá vệ sinh nó nãy nhiều lắm mà nó dục hết rồi chứ. Cá nó ăn ngon anh. Còn kéo lên nhiều quá, dưới kia chạy luôn á. Nó về mượn bạn nó có nha, có mình là đông rồi nha. Cá đó. Cá đang có đó. Ai có rồi ơi. Mấy ông đi chài á. Con xin những cái đồ ăn ở cái nơi. Mấy con nhỏ chắc cũng thả xuống rồi chứ. Trời ơi, cá chạy hết rồi. Dính rồi, dính đá dưới rồi. Đá không. Không dám kéo đâu mà anh, kéo là đá đúng không? Ở dưới đá nhiều quá nên phải lặn kéo, lặn dồn lên kéo. Không là vẫn kéo không nổi. Thank you.
động quá chạy hết rồi. Đợt này cái ké động cái nó chạy hết rồi ha. Chờ ai cho.